đây là anh chàng Junho có cái đầu mơ mộng. Đây là một cô nàng xinh đẹp nhưng ngổ ngáo, gặp đâu là cà khịa và tác động vật lý ngay và luôn. Xung quanh hai nhân vật là những tình huống hài hước khiến người xem cười toác mồm cùng, với những phân cảnh vô cùng lãng mạn. Chào đón quý bạn đến kênh Anna Review với video tóm tắt bộ phim Cô Nàng Ngổ Ngáo của điện ảnh Hàn Quốc. Đầu phim là cảnh Junho nói chuyện với người dì của mình qua điện thoại. Anh hứa sẽ đến thăm dì của mình sớm nhất. Trong lúc Junho đang ngồi với đám bạn, mẹ anh ấy lại gọi điện thúc giục anh đến thăm dì. Bà nói con của dì ấy rất giống Junho nhưng vừa mất, anh phải đến cho dì bớt cô đơn. Hơn nữa dì ấy sẽ giới thiệu một cô gái với anh. Nhưng Junho tiếp tục say sưa với bạn bè rồi anh ra ga tàu điện. Anh ước ao đời mình sẽ gặp một cô nàng xinh đẹp lãng mạn như những cô gái trong truyện tranh mà anh hay đọc. Điều ước đến ngay tức thì, bất chợt thấy một cô gái đầu tóc rũ rượi, gật gù gần đường tàu hết sức nguy hiểm. Junho vội kéo cô gái lại. Anh nhận ra một cô gái có khuôn mặt xinh đẹp và đang say xỉn, mắt toàn lòng trắng lờ đờ nhìn anh. Lên tàu điện, Junho liếc mắt để ý cô gái và không thể nhịn cười trước vẻ say xỉn quên trời đất của cô ta. Thấy một thanh niên áo hồng không biết nhường chỗ cho người lớn tuổi, cô trợn mắt quát. Thanh niên tỏ ra khinh nhờn liền bị cô ta táng luôn vào đầu, bắn kẹo cao su ra ngoài. Cô dọa nạt, lần sau cấm mày mặc áo màu hồng đấy. Một lúc sau cô gái bắt đầu lấy tay bịt mồm bịt miệng, cố kìm cơn buồn nôn. Junho nhìn vừa buồn cười vừa sợ, rồi không thể kìm lại được, cô gái phun hết tiết canh lòng lợn lên đầu ông chú tội nghiệp. Ông chú đau khổ bỏ tóc giả ra nghĩ vẫn còn may, chẳng ngờ cô lại tưới thêm giả cầy mắm tôm xuống cái đầu hói. Cô quay lại Junho lơ mơ gọi, anh ơi, rồi ngã lăn xuống sàn. Hành khách dồn mắt về phía Junho vì nghĩ cô này là bạn gái của anh. Ông chú bực tức gọi Junho đến quát tháo. Anh chàng vừa cố nhịn cười vừa ra sức thanh minh giải thích và rối rít xin lỗi. Jun cõng cô gái xuống tàu, đặt cô nằm xuống ghế đá rồi bỏ đi, không dám quay lại nhìn. Có lẽ nghĩ mình quá vô tâm nên anh quay lại cõng cô gái đi tìm nhà trọ. Anh than thở số quá đen và cực ghét đàn bà con gái say xỉn. Đến phòng trọ, anh quẳng cô gái lên giường, ngồi bệt, mồm há hốc thở không ra hơi. Anh đi vào phòng tắm, tắm cho hết mùi thì có chuông điện thoại của cô gái. Anh khỏa thân đi ra ngoài nghe điện thoại. Anh nói cô gái đang ở cùng anh trong nhà trọ rồi lò dò đi tắm tiếp. Cảnh sát ập đến. Nữ cảnh sát hô giơ tay lên trong khi tay anh đang che cậu nhỏ. Sếp làm khó nhau quá. Junho bị bắt đến đồn cảnh sát và nhanh chóng được thả ra vì hiểu lầm. Anh mò về đến nhà thì ngay lập tức bị mẹ của anh tẩm quất cho một trận nên thân vì tội chưa đến thăm gì của mình. Chưa hết đau sau trận đòn của mẹ thì anh lại có điện thoại cô gái gọi đến. Cô nói muốn tìm gặp anh để hỏi tội tại sao Trần như nhộng trong phòng trọ. Junho ra ga tàu điện và gặp cô gái. Cô bảo anh đi uống nước và sẽ hỏi công tội của anh. Thấy anh chỉ gọi toàn nước hoa quả, kem, trà sữa, cô gái quắc mắt, muốn chết hả, gọi cà phê đi. Anh ấp úng như gà mắc tóc, tường thuật lại câu chuyện từ A đến Z. Sau khi thẩm vấn xong, nhìn xung quanh khách về hết vì đã chiều muộn. Cô gái có vẻ tin anh hơn và bảo anh tiếp tục đi theo cô. Cô dẫn Junho đến một quán rượu. Anh nghĩ ngay trong đầu cô ta là một tay uống rượu sành sỏi. Vừa ngồi xuống bàn thì nghe bàn ăn bên cạnh ồn ào, tiếng trêu đùa óng ẹo của mấy cô gái bao đang mời khách đi nhà nghỉ. Tức mình cô chống nạnh sang cả khịa, đòi xem chứng minh thư vì trông mặt non trẻ mà ngồi uống rượu và đi khách. Cô sấn sổ, đuổi mọi người ra ngoài. Jun thấy vậy lè lưỡi vì cô nàng quá hổ báo cáo trồn. Cô quay lại chừng như chưa nguôi cơn tức. Cô uống liên tục mấy ly như người ta uống nước lọc. Nhưng nước mắt cô từ từ lăn xuống khuôn mặt xinh đẹp. Cô vừa khóc vừa nói rằng cô vừa chia tay bạn trai hôm qua rồi gục xuống bàn bất tỉnh nhân sự. Junho lại ì ạch cõng cô lên phòng trọ, ném cô bịch xuống giường rồi thở dốc. Anh chạy lăng xăng đi mua thuốc giải rượu, lấy nước lấy khăn cho cô gái. Anh cũng mệt chồng mông ngủ, tỉnh dậy thấy cô gái nằm ngủ ngon lành dưới sàn nhà. Hôm sau cô gái tìm đến tận lớp học của Junho. Cô bảo anh đi ra ngoài với cô ấy. Junho nói không đi vì không muốn bỏ lớp học. Cô gái đi ra ngoài và chẳng biết cô nói gì với vị giáo sư phụ trách lớp học. Anh ngạc nhiên khi vị giáo sư nói anh có thể nghỉ buổi học, sẽ không đánh dấu anh vắng mặt. Cô gái cười tươi đứng chờ. Cô bảo anh rằng vừa xin phép cho anh nghỉ với lý do đưa bạn gái đi phá thai. Cô toét miệng cười rồi lôi sình sịch anh đi ra. Hai người ra công viên. Cô bắt anh đọc kịch bản mà cô đang viết. Cô sững cổ vì có kẻ dám xả rác ra công viên. Junho trở lại tụ tập cùng đám bạn. Một cô gái dáng người mẫu đi qua làm Junho mắt sáng lên. Tính mê gái đẹp lại nổi lên, anh chàng lon ton bám theo cô gái để làm quen. Anh gọi, này em cưng ơi. Nhưng ôi thôi, đó chính là cô nàng ngổ ngáo. Anh chàng hoảng hồn quay ngoắt chạy bán sống bán chết. Cô gọi điện truy tìm anh bèn giả giọng tổng đài nói là nhầm số. Junho uống khá say, anh nghĩ phải trả thù, bắt cô ấy cõng cho bõ tức.
Trên tàu điện anh bị đám du đãng lột hết tiền và điện thoại. Anh nằm co ro trên ghế đá, người qua lại tưởng vô gia cư bèn bố thí cho mấy xu. Thế là anh có tiền gọi cho cô gái ngổ ngáo nhưng cô ấy không thèm đến. Anh bị đưa đến đồn cảnh sát và lại bị đám du côn trong đó bắt nạt. Cũng may cô ấy cũng đến, nhưng không hẳn là may với anh. Cô liên tục tung chưởng vào mặt anh vì dám gọi cô là em cưng ơi, và còn giả giọng tổng đài. Sau khi tung chưởng đã tay cô mới đưa anh đi ăn để bù đắp thiệt hại. Đến sinh nhật của cô ấy anh bèn nghĩ ra một kế hoạch hay ho và lãng mạn. Đó là đưa cô ấy đến công viên, sẽ có âm nhạc, ánh sáng và pháo bông do lũ bạn chuẩn bị. Cô ấy sẽ ngất ngây hạnh phúc. Nhưng mọi chuyện không theo kế hoạch. Hai người gặp một anh lính đang thất tình và đào ngũ. Anh ta trông căng thẳng, hoảng loạn. Quân đội triển khai đội hình vây bắt. Anh này bắt luôn hai người làm con tin và hỏi hai người có quan hệ thế nào. Junho nhanh mồm nói chỉ là bạn bè thôi. Anh lính đang tâm trạng, anh kể lể về cô bồ vừa đá anh. Sau đó anh ta thả cô gái đi, còn anh chàng Junho phải ở lại và sẽ cùng anh ta sang thế giới bên kia vì anh ta không muốn sống nữa. Quân đội đang khép vòng vây, tính mạng của Junho bị đe dọa. Lúc này cô gái mới đứng ra giảng giải cho anh một bài học thế nào là tình yêu. Anh lính tỉnh ngộ buông súng. Mọi người thở phào. Pháo bông vẫn được lũ bạn bắn lên và tiếng nhạc sinh nhật thánh thót. Nhưng thay bằng một nụ hôn là những cú tung chưởng này đom đóm, vì cái tội anh nói hai người chỉ là bạn bè. Cô gái tiếp tục bắt Junho đọc kịch bản phim cho dù nó khá tệ. Tiếp đến là trò chơi độc lạ trong tàu điện ngầm. Hành khách nào bước chân trái qua vạch cô sẽ thắng. Anh thắng lần thứ nhất và hí hửng búng chán cô. Lần thứ hai, thứ ba, lần thứ n anh liên tục thua và bị vào bôm bốp tối tăm mặt mũi. Sau đó cô dẫn anh chơi tennis. Anh chơi quá tệ, bóng đập vào mặt liên tục, anh ngã vật xuống sàn, mắt hấp háy nhìn lên. Rồi trò đấu kiếm anh chơi cũng khá tệ. Vì đi nhiều đau chân cô bắt Junho đổi giày. Anh mang giày cao gót lóc cóc chạy theo, còn cô nàng tung tăng bay lượn như một cánh bướm. Đến tối muộn, trời mưa to nặng hạt, hai người dẫn nhau về tới nhà. Phụ huynh của cô gái tỏ vẻ không hài lòng. Ông ngồi uống rượu, mắt gườm gườm nhìn anh rồi đổ gục xuống bàn hệt như cô con gái trong quán rượu. Lại một ngày mới đến. Cô gọi điện cho anh nói rằng sắp kỷ niệm 100 ngày quen nhau, anh phải đến tặng hoa hồng cho cô tại trường nữ sinh. Junho đeo khẩu trang và mang kính đen, bỏ hoa hồng trong cái thùng vì không muốn ai nhận ra mình rồi đi đến. Cả khán phòng ngạc nhiên khi xuất hiện kẻ lạ mặt và trông rất bí hiểm. Bản nhạc mà anh yêu thích vang lên. Trên sân khấu cô nàng ngổ ngáo hôm nào mặc váy dài thướt tha, ngón tay lướt trên những phím dương cầm. Anh quên hết mọi người xung quanh đang nhìn mình, anh chàng bỏ mũ khẩu trang, tay mang hoa hồng lên sân khấu. Cả khán phòng vang lên tiếng vỗ tay rào rào. Ánh mắt cô gái lấp lánh niềm vui hạnh phúc. Hai người tiếp tục những cuộc vui tuổi trẻ. Cô gái lại say bí tỉ và anh phải cõng về. Hai phụ huynh không hài lòng về điều đó. Ông bố uống liên tục mấy ly. Ông trợn ngược mắt tuyên bố cấm cửa và lại đổ gục xuống bàn như lần trước. Hai người không liên lạc với nhau một thời gian. Vậy là chia tay. Anh là người tự do. Anh nghĩ vậy và mỉm cười nhẹ nhõm như chút gánh nặng. Rồi anh chàng Junho đi hẹn hò xem mặt thật. Đó là một cô gái có vẻ dân chơi, miệng phì phèo thuốc lá. Cô nàng ngổ ngáo lại gọi đến. Cô nói cũng đang đi xem mặt, muốn anh đến đó gặp anh lần cuối. Đang điện thoại anh há hốc mồm vì cô gái mà anh hẹn hò gọi rất nhiều bia ra. Hai người uống say lướt khướt, say rũ rượi cười nói huyên thuyên. Junho vào nhà vệ sinh. Cô gái cũng vào nhà vệ sinh nam, tư thế vệ sinh giống y hệt anh. Anh tá hỏa vì nhận ra, đó là một con cú có gai. Junho cũng đi đến nơi mà cô gái hẹn hò gặp mặt. Ba người chào hỏi lịch sự giữ ý. Cô nàng đi vào nhà vệ sinh, lúc quay ra thì Junho đã bỏ về. Trước lúc về anh dặn bạn mới của cô gái 10 điều cần nhớ khi bên cạnh cô. 1. Đừng bắt cô nữ tính. 2. Đừng để cô uống quá 3 ly, nếu không cô sẽ đánh người. 3. Trong quán cà phê chỉ gọi cà phê. 4. Nếu cô đánh thì hãy giả vờ kêu đau vân vân và còn nữa. Lúc này cô nàng mới thực sự nhận ra anh ấy thật sự mới là người quan tâm mình, người cô cần tìm. Cô chạy theo tìm Junho. Cô chạy ra ga tàu cũng không tìm thấy anh. Cô nàng chạy lên phòng trung tâm điều khiển nhà ga. Qua hệ thống phát thanh nhà ga cô gọi Junho trong nước mắt. Junho, anh đến cầu thang cuốn gặp em, nếu không thì chết với em. Trong lúc đó Junho đứng chờ tàu đã nghe thấy, anh chạy lên ôm chặt cô gái. Nhưng ngay đó là một cú tát lật mặt sái quay hàm vì cái tội dám ôm người ta, mà chưa cho phép. Câu chuyện giữa hai người tưởng đến đây có một cái kết tốt đẹp. Nhưng càng về cuối phim người xem càng thấy thêm nhiều nút thắt. Gợi mở dần những bí mật giữa hai người, đặc biệt là câu chuyện tình xoay quanh cô gái. Giữa hai người là một khoảng cách khó hiểu, vết thương lòng của cô gái chưa lành, cho đến cảnh phim cuối cùng khán giả mới vỡ òa cảm xúc. Vì không dám nói thật với Junho rằng cô chưa thể quên người yêu cũ, nên cô gái bảo anh hãy trèo lên ngọn núi phía xa kia, để cô gọi thử xem có nghe thấy tiếng của nhau không.
Junho hồn nhiên leo qua, cô gái gọi tên anh, khóc và xin lỗi anh vì chưa thể quên quá khứ mặc dù Junho không thể nghe thấy. Sau đó mỗi người viết một lá thư, cất trong một quả trứng để dưới đất, hẹn sau 2 năm sẽ cùng gặp lại và đọc thư. 2 năm giống như một liều thuốc thử, thân thiết hơn hoặc xa nhau mãi. Đó là cách chia tay giữa hai người. Junho và cô nàng có tính cách ngổ ngáo. Sau đó cô gái sang Anh Quốc. Còn Junho, anh cố gắng hoàn thiện bản thân và chuẩn bị cho tương lai. Anh tập chơi tennis, tập bơi lội, đấu kiếm và ngày càng tiến bộ hơn. Và thành công hơn nữa, anh viết kịch bản phim Cô Nàng Ngổ Ngáo và dựng thành phim. Bộ phim gây tiếng vang, mọi người đón nhận nồng nhiệt. Sau 2 năm cô gái không đến, Junho lấy thư ra đọc. Cô viết cho Junho, người yêu cô đã qua đời trước đó. Cô bị bệnh, anh ấy làm mọi thứ cho cô khỏe lại. Cũng đến tận lớp tặng hoa hồng cho cô. Cô bắt Junho làm mọi thứ cũng chỉ vì muốn giống với người yêu cũ. Mẹ của anh ấy muốn giới thiệu một người với cô, nhưng lúc đó cô cũng đã thích Junho. Và cô càng thích anh thì càng thấy mình có lỗi. Thời gian trôi đến năm thứ 3 thì cô gái đến. Dưới gốc cây là một ông bác già chứ không phải Junho. Ông bác kể gốc cây này có nhiều bí mật. Cách đây 1 năm cây bị sét đánh toạc làm đôi. Có một cậu trai đã trồng lại một cây khác. Cô biết ngay đấy là Junho, cô gọi nhưng không còn liên lạc được với anh. Cô gái đi ra ga tàu điện quen thuộc. Lúc cô lên tàu và tàu đã chuyển bánh thì Junho đi đến. Định mệnh khéo trêu đùa. Đúng là cảnh trong phim Hàn phải không các bạn? Cảnh cuối phim luôn là điều khán giả mong chờ nhất. Cô gái đến thăm người mẹ của anh, người yêu cũ đã mất. Thời gian qua đi, vết thương lòng đã lành hẳn. Một chàng trai đi đến và chào, "Dì ơi." Đó chẳng phải ai khác chính là Junho. Thì ra người dì mà bà mẹ anh thúc giục đến thăm chính là mẹ anh, người yêu qua đời của cô gái. Cô gái nhìn anh, nước mắt chảy long lanh. Bộ phim khép lại với cái cách không thể đẹp hơn của một phim Hàn, phải không các bạn?